tiền như lá mít. Chính quyền thành phố Chanh Chua vừa thông qua một bộ luật mới tinh, đó là cho tiền văn minh. Trong đó quy định về rõ quyền lợi và trách nhiệm của người cho tiền và xin tiền. Mọi người làm ơn làm phúc cho tôi chút tiền. Bà cô, xin bố thí cho tôi chút tiền ạ. Trông tôi thấy này mà anh gọi là bà hả? Đúng là không có mắt nhìn gì hết hả? Tôi nhầm, mong chị hãy công đức cho tôi chút tiền. Mà xin lỗi hen, tôi không có tiền lẻ. Không sao, tôi có tiền trả lại mà. Cái cậu này, cậu rõ là đầy đủ chân tay chứ có đuôi mù sức mẻ gì đâu mà đi ăn xin hết ngày này qua tháng nọ thế. Tuần trước tôi vừa phải bố thí cho cậu rồi còn gì. Thế bà cô kia, bà cho tôi được nhiều nhẫn lắm đấy. Có mỗi một đô la mà đợi người ta còn phải đuôi mù sức mẻ hả? Đòi hỏi cao quá rồi đấy nha. Hả? Công ty Khỉ Gió vừa công bố một nghiên cứu mới về mức lương hiện tại của người chồng, không khiến những bà vợ thỏa mãn. Kết quả của cuộc khảo sát đã khiến nhiều người bất ngờ. Thưa anh, xin hỏi anh làm nghề gì ạ? Và mức lương hiện tại của anh có làm hài lòng vợ mình không ạ? Thu nhập lập trình viên như tôi chỉ có 7 triệu một tháng. Bình thường vợ tôi cũng không nói gì, cho đến khi tôi muốn mua một chiếc máy tính giá 30 triệu. Em có thể cho anh mua máy tính được không? Hả? Anh điên rồi hả? Tiền đâu ra mà mua? Anh mà mua thì chúng ta sẽ ly hôn đó, nghe chưa? Vậy anh quyết định thế nào? Nhường nhịn cô ấy hay là cô ấy ly hôn với anh? Tôi đã cắn răng mua chiếc máy tính rồi làm việc ngày đêm để trả nợ. Cuối cùng tôi đã trả hết nợ trong vòng một tháng. Vợ tôi đã rất vui. Đúng là anh đã chứng tỏ cho chị nhà biết, chỉ cần có chí, có nỗ lực là sẽ thành công. Sau đó thì vui quá nên cô ấy... Ông xã, chúng ta mua trả góp chiếc xe BMW này nha. Để giữ lấy hạnh phúc, tôi lại cắn răng mua một chiếc xe và phải gánh khoản nợ trong 10 năm. Tôi tiếp tục làm thêm từ sáng tới tối luôn. Wow, thật can đảm. Vậy là sau 10 năm, anh đã trả hết khoản nợ phải không? Không, lần này chỉ mới có 2 năm, tôi đã không chịu nổi đống nợ nần. Tôi chủ động đòi ly hôn vợ. Bây giờ tôi đang độc thân vui vẻ nè. Ngày hôm qua, tại trụ sở tòa án, con vẹt xanh đã diễn ra một vụ kiện tranh cãi rất gay gắt. Trong đó, bị cáo chính là bác sĩ pháp y của vụ án. Anh là bác sĩ pháp y của một vụ án giết người mà đã có đơn tố cáo anh làm việc tắc trách. Thề trước tòa, trong suốt 30 năm qua, tôi luôn làm việc tận tụy với trách nhiệm cao nhất, không thể có sai sót nào xảy ra được. Bác sĩ pháp y, trước khi ông tiến hành khám nghiệm tử thi, ông có kiểm tra mạch đập của nạn nhân không? Dạ thưa không. Ông có kiểm tra huyết áp không? Dạ không. Thật là tắc trách. Vậy ông có kiểm tra hơi thở không? Dạ cũng không thưa quý tòa. Vậy thì có khả năng nạn nhân đó vẫn còn sống khi ông bắt đầu khám nghiệm tử thi không? Dạ chắc là không. Tại sao ông có thể đoán chắc như vậy? Vì khi đó bộ não của người đó bị tổn thương nghiêm trọng, đã để lại ở phòng thí nghiệm của bệnh viện. Kể cả trong trường hợp không có bộ não mà nạn nhân vẫn còn sống thì sao? Nếu thế thì có lẽ bây giờ anh ta vẫn còn sống và đang tham gia tranh tụng để hỏi tội tôi như ông đang làm ấy. Hả? Ngày hôm qua, một vụ náo loạn lớn đã diễn ra tại ngân hàng B và B trên phố Viva. Xin hỏi anh cần gì ạ? Tôi muốn đổi sang tiền mặt. Anh là John Baker? Ồ không, tôi là Mac, còn John. Anh ta tặng tôi số tiền này. Ồ, ông John có vẻ không bình tĩnh lắm. Tôi biết thằng cha giám đốc này có tật, thế bị ai chĩa súng vào ngực la lại rung bắn lên. Ôi trời, trời hả?
Hôm qua ngân hàng Navi đã tiếp đón một vị khách vô cùng đặc biệt, đó chính là triệu phú Peter. Tôi muốn vay 5.000 đô la Mỹ. Hả? Triệu phú mà lại đi vay 5.000 đô thôi ư? Rất sẵn lòng thưa ông, nhưng chúng tôi cần tài sản thế chấp ạ. Kìa. Hả? Vâng, chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ và ngài sẽ nhận được tiền mặt ngay bây giờ. Mời ngài ký vào đây ạ. Thưa ngài. Có vấn đề gì sao? Không có gì, nhưng chúng tôi thấy lạ. Ngài là triệu phú cơ, sao lại phải đi vay một số tiền nhỏ so với ngài như vậy ạ? À, tôi đã tính toán hết rồi. 5.000 đô la trong 2 tuần. Vậy là tôi phải trả 15 đô la tiền lãi, 15 đô la để trả cho tiền gửi xe. Quá rẻ. Hả? Ngày hôm qua, quỹ từ thiện Mimi của nữ tỷ phú Mimi đã chính thức được thành lập. Tôi cần gặp bà Mimi. Xin cho tôi vào, tôi cần gặp bà Mimi. Có chuyện gì vậy? Xin bà hãy rủ lòng thương cứu giúp một gia đình khốn khó đi bà Mimi. Bà Mimi ơi. Vâng, nếu có thể tôi sẽ giúp hết sức. Hàng xóm nhà tôi, một gia đình thật đáng thương, người cha trong gia đình vừa mất, người mẹ ngã bệnh nên không thể làm gì bà Mimi ơi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Họ sẽ trở thành kẻ vô gia cư nếu không có người giúp họ trả nợ, mà số tiền đã tăng lên đến mức triệu rồi. Thật tội nghiệp. Mà anh có thể cho tôi biết anh là ai không? Bà Mimi ơi, tôi chính là chủ nợ của gia đình đó. Trời. Hôm qua, Tuyệt Cú Quán đã tưng bừng khai trương trên phố Phượng Tím với món ăn chính là trứng vịt muối ngon nức nở. Số lượng khách đến ăn đông như trải hội. Cho tôi trứng vịt muối, tôi nữa. Ngon quá. Trời ơi, sao mà ngon quá nè. Trứng vịt muối đã ngon thế này, chắc con vịt muối còn ngon hơn nữa ha. Phải đây, để tôi gọi xem. Chủ quán, cho tôi một con vịt muối luôn nha. Thưa quý khách, làm gì có vịt muối ạ? Ông định lừa ai chứ? Mau mang con vịt muối to nhất ra đây. Dạ, thật sự là không có con vịt muối nào ạ. Không có con vịt muối thì làm sao mà đẻ ra quả trứng vịt muối được chứ hả? Vừa qua một sự việc đáng tiếc đã xảy ra tại viện thần kinh quả cảm, giống lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm trong môi trường làm việc của các bác sĩ. Bố mày chết. Quái lạ, 8 bệnh nhân này đang làm gì thế? Không được, đối với các bệnh nhân tâm thần mình phải thật vui vẻ, niềm nở. Hai. Ôi, thả tôi ra. Ôi, đám ơi. Rất may, bác sĩ đã được giải cứu kịp thời nên tình trạng sức khỏe đã qua cơn nguy kịch. Hôm qua, phòng bán chanh Hương Nhài đã chính thức khai trương trên phố Chuồn Chuồn. Rất đông người đến tham quan và mua chanh. Thưa quý vị, đây đều là bức tranh tuyệt đẹp và đặc sắc của những danh họa nổi tiếng nhất. Trời đất ơi, đẹp quá. Rất độc đáo nữa chứ. Ôi, đẹp quá. Dạ thưa ông, ông thích bức tranh này chứ? Bức này giá nhiêu vậy? Tròn 10 triệu. Trời đất ơi, sao mà đắt đến thế? Gấp những mấy lần một bức tranh bình thường. À, thì đắt thế vì bức tranh vẽ đó kèm theo cả địa chỉ nơi cô người mẫu đang ở đấy ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!